Khi trình bày cái bài, tôi xin bày tỏ lòng cảm ơn chân thành đối với ban tổ chức gồm có Bệnh viện Ung Bướu thành phố Thanh Hóa và đại diện là Giám đốc Bác sĩ chuyên khoa 2 là Trần Văn Thiết, cũng như là trưởng khoa chẩn đoán nặng là Bác sĩ chuyên khoa 1 Nguyễn Viết Sơn. Đồng thời tôi cũng xin cảm ơn chân thành đến Tổng Giám đốc Công ty Philip là anh Vũ Đức Nhất, cũng như là đại diện về ngân hàng siêu âm là anh Khiêm, cũng là thân quen trong những hội thảo cùng với Visum. Và cũng không quên cảm ơn chân thành đến Công ty Hamedco tạo điều kiện cho tôi đến đây để gặp gỡ cùng với các đồng nghiệp và chia sẻ những cái kiến thức, kinh nghiệm của mình. Một lần nữa xin cũng cảm ơn toàn bộ các đại biểu trong hội trường đã bỏ thời giờ đến dự cái buổi hội thảo chiều hôm nay. Cái bài hôm nay thì tôi xin cập nhật những cái kiến thức, những cái thông tin về vai trò của siêu âm trong sàng lọc và chẩn đoán sơ hóa gan cũng như sàng lọc ung thư gan nguyên phát. Thì lúc nãy cái bài của bác sĩ Nguyễn Văn Sơn đã trình bày rất mọi người một cái nhìn tổng quan về vai trò của hình ảnh mà nói chung và siêu âm nói riêng trong cái góp phần trong sàng lọc cũng như trong chẩn đoán. Bước thứ hai của sàng lọc là chẩn đoán các cái bệnh lý ung thư, trong đó có ung thư gan. Một điều, những cái kiến thức mới gần đây thì người ta đề cập đến tình trạng sơ hóa gan. Sơ hóa gan là tình trạng nó xảy ra ở những cái bệnh nhân viêm gan mạn, nó có liên quan liên đới với ung thư tế bào gan nguyên phát, cho nên cái việc tầm soát ung thư gan nguyên phát nó gần như gắn liền với tầm soát của cái sơ hóa gan. Thì mục tiêu cái bài này là làm thế nào hiểu được một cái xét nghiệm làm sàng lọc là gì, nắm được cái cơ chế bệnh sinh của cái sơ hóa gan, sơ gan, nắm được cái cơ chế bệnh sinh của ung thư gan và nắm được kỹ cả cái kỹ thuật sàng lọc, xét nghiệm sàng lọc sơ hóa gan, sơ gan, và nắm được cái sàng lọc ung thư gan nguyên phát. Thì cái phần giới thiệu mở đầu tôi xin giới thiệu về hai cái vấn đề chính, đó là cái tiến trình của một cái tiến triển của cái sơ hóa gan là gì, và nó trở thành sơ gan là gì, và sinh lý bệnh của cái bệnh ung thư gan là tại sao mình phải tầm soát nó, và cái xét nghiệm sàng lọc là gì. Thì mọi người được biết những cái bệnh lý gan mạn phổ biến nhất hiện nay là viêm gan virus B, viêm gan virus C, viêm gan do rượu, viêm gan do nhiễm mỡ là bốn cái loại thông thường nhất. Ngoài ra có những cái viêm gan do miễn dịch, viêm gan do yếu tố thuốc, viêm gan do yếu tố về chuyển hóa, chẳng hạn như chuyển hóa sắt, chuyển hóa đồng. Thì những cái bệnh lý gan mạn này chỉ một tỷ trọng khá lớn, chẳng hạn như B chẳng hạn, nó chiếm tỷ trọng rất là lớn trong dân số thế giới cũng như tại Việt Nam. C cũng thế, rượu cũng thế, viêm gan do rượu cũng thế, chiếm một tỷ trọng càng ngày càng nhiều. Cách đây khoảng 2 năm tôi có nghe một cái thông tin từ truyền thông thì Việt Nam mình tốn 4 tỷ đô la một năm cho chuyện sử dụng bia rượu. Thì mọi người tưởng tượng là 4 tỷ đô la thì 4 tỷ lít, và dân số Việt Nam mình 100 triệu. 4 tỷ lít bia thì chia đều ra một đầu dân sử dụng cái lượng bia và rượu là rất là lớn. Cho nên trong dân số thì chuyện sử dụng bia rượu này và đưa đến là tình trạng viêm gan mạn do rượu bia. Và một cái báo động nữa đó là nhiễm mỡ. Khi mà nền kinh tế chúng nước nhà tăng, kinh tế tăng thì người ta cái tỷ lệ sử dụng tức là có về dinh dưỡng ngày càng có tiếp cận được cái nguồn dinh dưỡng tốt hơn, cho nên cái tỷ lệ béo phì rất là cao, và trong số béo phì này cũng đưa đến tình trạng gan nhiễm mỡ. Mà cái gan nhiễm mỡ thì lâu nay mình bỏ quên đi, thực ra nó là một trong những nguyên nhân của viêm gan mạn. Và khi gan nhiễm mỡ lâu ngày nó sẽ chuyển thành là viêm gan do nhiễm mỡ, mà khi viêm gan do nhiễm mỡ lâu ngày sẽ chuyển thành sơ hóa gan và sơ gan, đó là ba cái bệnh lý mạn tính. Cái điều quan trọng trong những cái bệnh lý mạn tính gan này á, thì do dưới tác động của các cái yếu tố bệnh nguyên đó, nó sẽ hình thành những cái thứ tổ trong gan, mà một trong những cái yếu tố trong gan đó nó kích hoạt cái hệ thống tế bào làm sao để mà
Cái bát hành xá chúng ta thường ngày có hai cái nhiệm vụ là tái tạo và thoái triển các cái tổ chức sơ, sợi collagen trong gan. Mà khi những các cái yếu tố bệnh nguyên vẫn còn dai dẳng thì cái yếu tố tấn tạo tổ chức sơ này càng nhiều chiếm ưu thế hơn là quá trình thoái triển của tổ chức sơ. Chính vì vậy mà nó hình thành tình trạng sơ hóa tiến triển dần, và sơ hóa tiến triển dần theo từng cấp độ là đến thành cuối cùng bất đệm của nó là sơ gan. Vì khi sơ gan thì mọi người đã biết rồi, nó làm cho suy chức năng gan đi, suy tế bào gan đi, rồi tăng áp lực cửa, có những cái biến chứng của tăng áp cửa, và một cái những biến chứng đáng sợ đó là hình thành những cái ung thư gan nguyên phát. Chính vì vậy mọi người thấy nó liên quan giữa tầm soát ung thư gan này, liên quan đến tầm soát các cái bệnh lý gan màng này. Hai cái này liên quan đi đôi với nhau. Hiện khi ung thư gan nó xuất hiện trên một cái gan bình thường, thì cái tiến trình sơ hóa gan là một cái thương tổn, người ta định nghĩa là thương tổn nó do gây ra do những tác nhân bệnh nguyên, nó làm cho cái gan bị sơ hóa. Và nhiều cái thang điểm để phân chia cái mức độ tiến triển sơ hóa gan, thì một trong những cái bức thang điểm đó người ta sử dụng cái Metavia khảo sát trên cái thương tổn của giải phẫu bệnh, thì nó sẽ chia làm cái 4 cái giai đoạn khác nhau: F0, F1, F2, F3 và F4. F0 là không có sơ hóa gan, là cái gan bình thường. F1 khi nó sơ hóa quanh các cái tổ chức khoảng cửa, đây là một cái cấu trúc tiểu thùy cơ bản của gan. Thì ở các cái đỉnh của các cái tiểu thùy này có cái hệ thống ba cái tổ chức là tĩnh mạch cửa, tiểu động mạch gan và tiểu mạch quản. Thì bộ ba khoảng cửa này thì bắt đầu xuất hiện cái sơ hóa, tổ chức sơ nó vây quanh này thì là tương đương F1. F2 thì như F1 vậy, nhưng mà tăng sự kết nối các cái vách sơ ở các cái khoảng cửa này. F3 là giống như F2 mà nó cộng thêm một tình trạng các vết sơ nó bây giờ nó lẫn vào các cái bè gan. Và cuối cùng F4 là nó F3 mà nó quá nhiều dây đặc các cái cầu sơ này, và nó phân chia các cái bè gan nào thành các cái nốt tấn tạo. Và lúc này F4 này tương ứng với tình trạng sơ gan, chúng ta gọi thường ngày là sơ gan. Như vậy cái sơ gan là cái đích đến của tất cả các cái sơ hóa này. Về mặt lâm sàng thì người ta chia ba cái mức độ, đó là mức độ sơ hóa nhẹ hoặc là không có sơ, gọi là sơ hóa nhẹ, và sơ hóa đáng kể khi mà lớn hơn hoặc bằng F2, và sơ hóa nặng khi lớn hơn hoặc bằng F3, và sơ gan khi lớn hơn hoặc bằng F4. Thì cái vai trò của cái việc mà tìm ra cái sơ hóa ngay nó rất là quan trọng. Nó được các cái tổ chức nghiên cứu về gan đưa ra những cái khuyến cáo bắt buộc trước khi điều trị, chẳng hạn điều trị chống virus CB, người ta phải đánh giá cái tình trạng sơ hóa của cái gan, đi ra quyết định một cái điều trị, tại vì sử dụng các cái thuốc này tốn kém rất là nhiều. Thứ hai, khi quyết định điều trị thì người ta dựa vào tải lượng virus, dựa vào hoạt động của cái men và dựa vào cái độ sơ hóa của gan. Và đánh giá đáp ứng của điều trị này người ta căn cứ vào cái yếu tố, nhà hàng căn cứ vào lâm sàng, căn cứ sinh hóa, căn cứ virus. Và gần đây người ta đưa ra khái niệm nữa là căn cứ vào cải thiện mô học của cái sơ hóa sau khi mình điều trị cho bệnh nhân. Và người ta dùng cái đánh giá cái sơ hóa này để dùng tiên lượng bệnh cũng như là theo dõi những cái biến chứng có thể xảy ra ở những cái bệnh nhân sơ hóa gan. Người ta thấy có một sự tương quan giữa cái độ cứng của sơ hóa gan, do cái sơ hóa gan nó liên quan đến cái tình trạng tăng áp cửa và cũng liên quan đến tình trạng tỷ lệ mắc ung thư gan nguyên phát và cũng như liên quan tỷ lệ tử vong của bệnh nhân. Thì trước đây chẩn đoán sơ hóa gan người ta vẫn sinh thiệt, nhưng mà cái sinh thiệt này như mọi người đã thấy, mặc dù đó là tiêu chuẩn vàng nhưng người ta xem lại là không phải là tiêu chuẩn vàng hay không, tại vì nó chỉ đại diện cái mẫu kim nhỏ thế này, chỉ đại diện 1/50.000 thể tích của cái gan thôi. Cho nên cái việc xem lại nó là đại diện hay không thì chưa phải, chưa chắc. Và thứ hai, nếu sinh thiệt này nó cũng tù thuộc vào kết quả cái người đọc, kinh nghiệm của bác sĩ giải phẫu bệnh. Và thứ ba là cái kỹ thuật đấy là xâm lấn, nó gây đau, gây chảy máu và đôi khi gây tử vong cho bệnh nhân nữa do những cái biến chứng. Cho nên vậy cái việc sinh thiệt này để mà trong bệnh nhân viêm gan màng, cái việc bệnh lý gan màng thì cái việc mà chẩn đoán sơ hóa gan này phải cần lập đi lập lại để mà chẩn đoán, để điều trị, để theo dõi, cho nên cần được lập lên lập lại. Mà nếu lập lý lập lại ở chọn cái phương pháp xâm nhập thế này thì bệnh nhân khó mà chấp nhận. Thì gần đây người ta có nhiều cái phương pháp không xâm nhập để chẩn đoán cái tình trạng sơ hóa gan, cái một cái những cái phương pháp dựa vào sinh học,
Đây là các cái công thức trên lâm sàng người ta sử dụng là high protest hoặc APRI hoặc là FOC. Đây là những cái phép toán tính từ các cái thông số lâm sàng về chẳng hạn như ASPRI chẳng hạn, nó căn cứ vào men gan và cũng như là tỷ lệ cái tiểu cầu hoặc là những cái công thức khác. Ngoài ra cũng có các cái xét nghiệm về trực tiếp đến tổ chức sơ và người ta cũng có thể sử dụng các cái phương tiện chẩn đoán ngành. Thì các phương tiện chẩn đoán ngành nói chung thì các cái phương tiện này nó không có nhạy, không chẩn đoán được trong giai đoạn sớm của sơ hóa gan. Và gần đây cái kỹ thuật ra đời đó là siêu âm đàn hồi mô và cộng hưởng từ đàn hồi mô hứa hẹn là một cái kỹ thuật có thể chẩn đoán được cái tình trạng sơ hóa gan mà không xâm nhập. Đó là cái phần về nội sơ hóa gan. Bây giờ tôi xin vượt qua cái phần sinh lý bệnh của ung thư gan. Thì như mọi người biết cái ung thư gan nó xuất hiện trên 85-90% ở những cái bệnh nhân có bệnh lý gan màng, sơ gan hoặc là viêm gan B, C. Và những cái trường hợp này thì đầu tiên là nó xuất hiện những cái nốt và từ hoặc là những cái thâm nhiễm lan tỏa, thâm nhiễm thương tổn thâm nhiễm thế này. Từ cái nốt này nó sẽ phát triển thành một cái khối bùng phát, khối bành trướng thế này. Và cái thường thường trong cái ung thư gan thì người ta thấy có những cái tỷ lệ là anh có alpha fetoprotein nó tăng cao. Và một nếu mà tăng cao trên 400 nanogram thì cho phép chẩn đoán xác định. Nhưng mà không phải trường hợp nào cũng tăng cao được 400 nanogram. Và tìm hiểu về sự phát triển của cái ung thư gan thì người ta thấy rằng đó là một sự chuyển dạng của các cái nốt tấn tạo trong cái gan màng tĩnh, nốt sơ, những cái nốt tấn tạo này trong sơ gan hoặc là trong viêm gan màng tĩnh. Thì từ cái nốt tấn tạo này nó sẽ chuyển dạng dưới tác động của các cái tác nhân, ví dụ virus C, virus viêm gan B, viêm gan C hoặc do rượu, thì người ta thấy rằng những cái nốt tấn tạo này sẽ chuyển thành các cái nốt loạn xạ bậc thấp, rồi loạn thẳng bậc cao, rồi các cái ung thư gan biệt hóa cao, rồi biệt hóa sớm, biệt hóa thấp. Và khi mà chuyển dạng như thế, thì các cái thành phần mạch máu bên trong các cái nốt chuyển dạng này nó biến đổi theo, tức là thành phần động mạch gan và tĩnh mạch cửa cơ bản của nó mất đi và nó thay thế bằng các cái động mạch tân sinh. Và kể cả cái động mạch tân sinh này là những cái động mạch nó phát triển một cách rất là vô tổ chức. Thành cái thành phần mạch tân sinh là những cái mạch máu mà người ta không thấy đi kèm với cái tĩnh mạch cửa hoặc là tiểu mạch quản. Và người ta khảo sát các cái hệ thống mạch máu tân sinh của các cái khối u trong ung thư gan. Người ta thấy có một cái sự khi mà nó do cho tình trạng các cái yếu tố trung gian sinh mạch nó phát triển một cách dữ dội, thì nó kích thích cho hệ thống mạch máu xung quanh để phát triển những cái mạch máu tân sinh. Và những cái mạch máu tân sinh nó có hình thái, có sự phân bố, có sự mật độ nó khác với những cái mạch máu của cái mô xung quanh. Đây là hình thái của một cái mạch máu tân sinh của trong cái ung thư gan, nó khác biệt hẳn so với mạch máu bình thường. Đây là cái cơ sở mà để chúng ta sau này sử dụng để chẩn đoán những cái ung thư gan nguyên phát. Thì gần đây có cái nghiên cứu người ta liên quan đến những cái bệnh lý gan màng. 95% ung thư gan xuất hiện trên bệnh lý gan màng. Và người ta thấy rằng những cái gan màng này mà khi nào cái độ sơ hóa là quá nhiều thì có một sự liên quan xuất hiện những cái tỷ lệ ung thư gan ở những cái bệnh nhân sơ hóa nặng như thế. Và người ta dùng một cái điểm cắt là nếu một cái gan là cứng, tức là do sơ hóa khoảng 12,5 kilopascal, thì người ta thấy rằng tuổi trên 60 và bilirubin trên 1,5 thì nó có liên quan chặt chẽ với một cái ung thư gan nguyên phát. Như vậy, đây là một cái yếu tố mình có thể căn cứ những cái bệnh nhân này mình theo dõi sát hơn so với yêu cầu trước đây chỉ có 6 tháng mình theo dõi một lần, sàng lọc một lần. Cái phần này tôi xin trình bày về một cái xét nghiệm sàng lọc theo Tổ chức Y tế Thế giới. Thì một cái xét nghiệm sàng lọc được xác nhận là sàng lọc khi nó có một liên quan đến cái vấn đề sức khỏe quan trọng. Rõ ràng, ung thư gan, sơ gan, bệnh lý gan màng như hồi nãy tôi trình bày về dịch tễ học, nó chỉ nó rất là lớn. Chính vì vậy thì đây là một cái vấn đề sức khỏe. Thứ hai, nó có cái giai đoạn tiềm ẩn sau khi đó nó trước bộc phát, giai đoạn bộc phát. Như vậy rõ ràng, hai cái tình trạng sơ hóa gan cũng như ung thư gan nó có giai đoạn tiềm ẩn này. Ung thư gan thì nó giai đoạn tiềm ẩn đó là những cái nốt tấn sạng hoặc loạn sạng bậc cao, đó là nốt ung thư gan biệt hóa thấp, cao. Và dĩ nhiên nó có biện pháp điều trị đối với sơ hóa gan. Thì nó có biện pháp điều trị. Người ta thấy rằng cái sơ hóa gan mà khi được phát hiện mình điều trị thì cái sơ hóa nó thoái lui đi. Thậm chí sơ gan, trước đây những cái quan niệm người ta nghĩ là sơ gan thì không bao giờ thoái triển lui thành những cái bợt sơ gan đi hoặc là sơ gan
thấp hơn, sơ hóa gan thấp hơn. Nhưng mà bằng chứng gần đây người ta thấy rằng thậm chí những cái sơ gan khi điều trị bằng các cái bệnh nguyên đi thì những cái sơ gan này có khả năng cái gan nó hồi phục trở lại cái gan bình thường ban đầu. Và những cái test này phải có độ chính xác cao và được chấp nhận bởi cộng đồng. Và cái có khi mà phát hiện ra sàng lọc dương tính thì mình phải có một cái cơ sở để chẩn đoán tiếp theo. Mình chỉ sàng lọc thôi, lọc ra sau đó phải gửi một cái cơ sở để chẩn đoán, và cái cơ sở để tiếp tục nếu điều chẩn đoán đúng thì mình điều trị cho người bệnh. Và dĩ nhiên một cái test sàng lọc phải thỏa mãn cái yếu tố nữa là phải rẻ tiền, chi phí nó rẻ riêng trong năm trong một cái bệnh cảnh chung của cái phát hiện sàng lọc. Như vậy thì cái bước sàng lọc của nó, một cái chiến dịch sàng lọc của nó gồm có xác định cái quần thể, và mình khuyến cáo cái quần thể đi làm sàng lọc và cái thực hiện cái test sàng lọc đến cái quần thể đó. Và khi sàng lọc dương tính hay âm tính, chúng ta sẽ có cái bước tiếp theo cho hạ cái đối tượng này. Âm tính thì sao, dương tính thì sao? Âm tính thì mình đưa vào quy trình sàng lọc tiếp, và dương tính thì mình tiếp tục làm cái test chẩn đoán cho bệnh nhân. Và khi test chẩn đoán dương tính thì lúc đó mình chúng ta tiến hành điều trị. Thì cái phần này hồi nãy bác sĩ Sơn đã nói rất là rõ trong cái phần can thiệp điều trị và trong một cái bước nằm trong một cái chiến dịch sàng lọc cho bệnh nhân. Quay trở lại những cái công việc sàng lọc chúng ta hơn ngay có thể là hỏi bệnh dựa trên cái bộ tiêu chí câu hỏi, hoặc là khám lâm sàng, hoặc là xét nghiệm sinh hóa gồm các cái test chẳng hạn như bệnh lý phát hiện các mạng, hoặc là những cái test về phát hiện bệnh lý gan miễn dịch, hoặc là bệnh lý gan do nhiễm mỡ, và các cái test về chức năng gan. Và gần đây thì người ta phát hiện thấy cái vai trò của AFP về chẩn đoán hình ảnh, thì có nhiều cái phương tiện để chẩn đoán. Thì xem ra với các cái tiêu chí trước đây của WHO thì hai cái phương tiện tầm soát trong tầm tay của chúng ta đó là xét nghiệm alpha fetoprotein và cái siêu âm là hai cái kỹ thuật mà có thể chấp nhận cộng đồng, rẻ cả, có độ chính xác khá cao. Bây giờ tôi xin qua cái phần chẩn đoán và sàng lọc và chẩn đoán sơ hóa gan. Như vậy thì đối tượng của những cái làm sàng lọc sơ hóa gan là những đối tượng nào? Rõ ràng đối tượng mà đã được theo khuyến cáo của Bộ Y tế, dựa trên những khuyến cáo của Bộ Y tế để chẩn đoán bệnh nhân viêm gan B, viêm gan C, viêm gan mỡ, viêm gan do rượu, hoặc là tiêu chuẩn về sơ gan, cái này mình căn cứ theo các cái khuyến cáo của Bộ Y tế và các cái tổ chức liên quan để mình biết các cái đối tượng này. Và từ các đối tượng này mình sẽ khuyến cáo họ đi sàng lọc mỗi 6 tháng. Và cái kỹ thuật sàng lọc đối với sơ hóa gan thì cái kỹ thuật đó là kỹ thuật siêu âm đàn hồi. Đây là một cái kỹ thuật mà người ta dùng một cái sóng, tạo một cái sóng đàn hồi bên trong cái nhu mô. Và từ cái sóng đàn hồi này người ta đo được cái vận tốc của cái sóng đàn hồi đó, sóng biến dạng. Trong cái nhu mô đó người ta đo cái sóng biến dạng đó thì người ta suy ra được cái tính chất vật lý của mô. Ví dụ ở đây hình ảnh mọi người thấy một cái vật thể đàn hồi, đây là một cái mạng thịt nhá. Khi mình nén thì nó có thể cái biến dạng cái mạng thịt, này có cái phân tử của nó biến dạng theo chiều ngang thế này, và cả cái phân tử này nó liên kết với nhau, và khi nó liên kết với nhau, khi nó biến dạng theo chiều ngang thì nó tạo thành một cái sóng biến dạng. Thì điều này nó tương tự giống như trong cái cuộc sống hàng ngày, cái mặt hồ chúng ta đang phẳng lặng vậy, chúng ta ném một cái viên đá ngay cái mặt hồ, ngay giữa hồ, thì chúng ta sẽ thấy những cái làn sóng từ cái giữa hồ đó lăng tăng tạo những cái sóng đi vào bờ chúng ta. Như vậy thì cái bên đầu viên đá ném đó là cái lực bắt đầu chúng ta nén lên cái vật thể, và khi xuất hiện cái sóng từ cái giữa điểm của một cái viên đá rơi xuống đó, sóng đó là lan vào bờ, thì đó cái sóng đó là sóng biến dạng. Và rõ ràng cái sóng biến dạng này người ta thì thuộc cái tính chất vận tốc của cái sóng biến dạng này phụ thuộc vào tính chất vật lý của cái nước. Nếu mà nước đặc thì vận tốc cũng khác, mà nước lỏng thì vận tốc cũng khác, nước tinh khiết vận tốc cũng khác. Thì vậy từ chúng ta đo được cái vận tốc của cái sóng biến dạng đó thì ta sẽ suy ra được cái tính chất vật lý của cái môi trường nước chúng ta. Đây là một cái ví dụ mà người ta dùng trong đối với cái kỹ thuật siêu âm. Người ta trong cái đầu dò người ta phát một cái chùm sóng năng lượng, và cái chùm sóng năng lượng nó làm xuất hiện các cái sóng biến dạng nó lan ra môi trường xung quanh. Và cái sóng biến dạng này mình có thể đo được bằng cái kỹ thuật siêu âm tiếp theo. Thì nguyên lý của nó, cái kỹ thuật này tương đối cũng đơn giản. Từ đầu dò, cũng đầu dò bình thường, ghi hình bình thường siêu âm 2D đó, thì cái kỹ thuật này nó, từ đầu dò này nó phóng ra một cái chùm sóng âm có mức năng lượng cho phép. Và cái chùm sóng âm này nó xuất hiện gây ra những cái sóng biến dạng trong mô. Sau đó thì người ta phát tiếp những cái chùm sóng âm tiếp theo để theo dõi những cái sóng biến dạng này, và người ta đo được cái vận tốc của sóng biến dạng. Và khi đo được vận tốc của sóng biến dạng, người ta thấy có sự tương quan độ cứng
E là độ cứng của cái môi trường, một cái vật thể bên trong cái nhu mô gan, và V là vận tốc của sóng biển dài. Hai cái này có liên quan tỷ lệ với nhau. Và như vậy thì đơn vị của cái độ cứng của gan hết thì gọi là vận tốc mét trên giây hoặc là kilopascal, hai cái đơn vị thông thường nhất. Đó là nói về cái độ cứng của gan. Thì đối với cái kỹ thuật của Philip, của cái máy ở đấy, Affinity 70 ở đấy, thì có hai cái kỹ thuật đo được cái độ cứng của cái nhu mô gan. Đó là cái point survey, tức là đo trên một điểm. Thì người ta tiến hành đo một điểm, thì kết quả một điểm tại đây là ra được cái vận tốc sóng biển dạng. Ở đây, ví dụ ở đây là 1,06 mét trên giây. Thì vậy mình dựa vào cái ngưỡng cắt, ngưỡng nghiên cứu của các cái nghiên cứu, người ta chỉ ra được là cái vận tốc này là bình thường, hay là vận tốc này cao, hay là vận tốc này cực cao. Rồi cái đó là kỹ thuật điểm, đo từng điểm. Bây giờ có cái trên cái máy này cũng có thể đo được trên một cái diện, một cái diện phẳng gọi là 2D survey, 2D survey. Thì trong 2D survey này người ta đo trên một cái, người ta đo đa điểm, nhiều điểm lại mà người ta cộng lại với nhau, người ta mã hóa ra thành một cái màu sắc. Và cái màu sắc này thể hiện cái màu mềm hoặc là cứng tùy theo cái tháng điểm mềm hoặc cứng ở đây. Cái tháng màu ở đây, màu xanh là mềm và màu đỏ là cứng. Mà tùy theo một cái mốc màu đó, người ta đã tương ứng với cái giá trị vận tốc của cái, hoặc là giá trị độ cứng kilopascal, hoặc là giá trị vận tốc mét giây của cái sóng biển dạng. Đồng thời cái máy này nó có thêm thể hiện thêm một cái yếu tố nữa, đó là cái tính chất, cái tất lượng của cái sóng siêu quay mà đo được ở đây tốt hay là kém tin cậy, đáng tin cậy hay toán tin cậy. Thì người ta có một cái cột hình ảnh mã hóa màu chất lượng của cái phép đo của chúng ta. Nếu cái màu xanh lục như kiểu đây thì đứng đây là cái phép đo của cái siêu quay ở đây là tốt. Còn nếu mà nó thể hiện cái vùng đỏ ở vùng này thì cái vùng này là cái mức độ đôi tin cậy để đo cái siêu quay ở đây rất là kém. Như vậy khi chúng ta thiệt hành đo thì chúng ta sẽ chỉ đo ở những cái vùng bảo màu xanh với độ tin cậy cao ở đây. Thì đó là hai kỹ thuật là đo điểm hoặc là đo trên một cái diện phẳng. Và kết quả của nhiều nghiên cứu người ta thấy rằng cái kỹ thuật này dựa trên AFI, tức là dựa trên bức xạ của cái chùm sóng ống để tạo đó sóng biển dạng, thì người ta có thể chẩn đoán cả cái mức giai đoạn sơ hóa F0 cho đến F1, F2, F3, F4 với cái độ chính xác khá cao, tức là độ nhạy, độ đặc hiệu của các cái phép đo này rất là tốt. Và người ta thấy có một sự tương quan chặt chẽ giữa cái kết quả đo được trên siêu âm ở các cái giai đoạn F1, F2, F3, F4 này với các cái kết quả giải phẫu bệnh tương ứng người ta làm sinh thiết tương ứng ra, thì có một sự tương quan rất là tốt. Thường cái tương quan nó trên 0,7, 0,8. Và hai cái điểm mà quan trọng trên mặt lâm sàng của chúng ta đó là sơ hóa đáng kể và sơ gan. Thì sơ hóa đáng kể này là quan trọng ở thời điểm là người ta quyết định điều trị kháng virus hay không. Những cái bệnh nhân mà nhiễm viêm gan mạng, sơ hóa gan do viêm gan mạng ở do virus, thì cái giai đoạn đáng kể này nó bắt đầu người ta đề cập đến cái tình trạng điều trị cho bệnh nhân thuộc kháng virus. Và cái nếu mà các cái ngưỡng cắt là dưới 1,37 thì bệnh nhân đó là không có cái sơ hóa đáng kể. Còn nếu một cái sơ hóa mà một cái đó được cái vận tốc là 2,2 mét giây hoặc là 15 kilopascal thì bệnh nhân đó có khả năng là sơ hóa nặng hoặc là một cái sơ gan. Thì gần đây theo cập nhật của cái hiệp hội các nhà chẩn đoán, các bác sĩ chẩn đoán này làm siêu âm, người ta đưa ra một cái quy luật cộng 4 để nói về cái sàng lọc những cái bệnh nhân đến khám đo độ đàn hồi. Thì nếu một cái kết quả dưới 5 kilopascal thì cái xác suất cái gan đó là gan bình thường. Nếu kết quả đó từ 9 dưới 9 kilopascal thì và bệnh nhân không có một cái triệu chứng lâm sàng nào về bệnh lý gan mạng thì có thể loại trừ ngay bệnh lý gan mạng tiến triển ở bệnh nhân đó. Nếu giá trị nó từ 9 đến 13 kilopascal hoặc là 1,7 đến 2,1 mét giây thì gợi ý đây là một cái khả năng là một cái bệnh tiến triển mạng mạng còn bù. Và trên 13 kilopascal thì xác suất cao của cái bệnh tiến triển mà bệnh lý gan mạng tiến triển còn bù khả năng rất là cao. Và nếu mà trên 17 kilopascal thì xác suất bệnh nhân đó có một cái khả năng ta áp cửa đáng kể về mặt lâm sàng, ví dụ như có khả năng về giãn tĩnh mạch trưởng thực quản chẳng hạn. Thì đó là cái quy luật cộng 4 của cái hiệp hội SRU, tức là các nhà chẩn đoán này làm trong siêu âm. Và cái quy luật cộng 4 này nó thể hiện trên cái thang thế này, tức là cái thang mà trên 17 thì khả năng cao về khả năng là một cái bệnh lý gan mạng có khả năng là tăng áp cửa rất là lớn. Còn bệnh nhân mà dưới 5 kilopascal thì khả năng đó là bệnh nhân là bình thường.
Và dĩ nhiên các cái kết quả về nghiên cứu mà các cái về các cái loại bệnh nguyên khác nhau thì cái độ cứng hay là sơ hóa nó cũng có giá trị ngưỡng khác nhau. Thì cái đây là tôi nữa đưa ra một cái nghiên cứu người ta phân tích tổng hợp cái hạt bệnh nhân viêm gan C có B khác và nghiệm viêm gan mịn mờ khác, các cái giá trị chẩn đoán các cái ngưỡng này cũng tương đối khác nhau. Và người ta thấy có sự tương quan, như hồi nãy tôi có nói sự tương quan giữa kết quả về siêu âm đàng hồi mố với kết quả giải phẫu bệnh khá tốt, tức là 0,7 đến 0,9. Bây giờ tôi xin trình bày qua cái phần sàng lọc và ung thư gan nguyên phát. Vì cái đối tượng của cái sàng lọc này là những cái bệnh nhân nào? Là những người mà có cái HPV, nhiễm bệnh nhân bị lý gan mạng, gọi là hạt sơ gan, hoặc là virus gan B, C và NAS, hoặc là viêm gan rượu, là những cái đối tượng đưa vào tầm soát là khả năng tầm soát ung thư gan. Thì đó là đối tượng mà chúng ta cần nhắm tới để mà làm tầm soát. Bây giờ tầm soát hiện tại chúng ta làm cái công việc gì? Hoặc là siêu âm đơn thuần, hoặc là siêu âm cộng thêm alpha fetal protein. Thì đây là những cái quan điểm của các cái tổ chức nghiên cứu gan khác nhau. Như ở châu Âu thì chỉ mỗi siêu âm thôi, và mỗi 6 tháng. Ở châu Hiệp hội các nhà châu Á thì họ vừa siêu âm vừa làm alpha fetal protein mỗi 6 tháng. Và đối với Hiệp hội của Mỹ thì tùy theo tình huống, có tình huống thứ nhất có thể là chỉ siêu âm, nhưng tình huống của thai có thể là siêu âm cộng alpha fetal protein mỗi 6 tháng. Và trong cái khuyến cáo của cái Hiệp hội ICA, tức là trường môn điện qua Hoa Kỳ, thì người ta khuyến cáo bằng cách sàng lọc thế nào? Đầu tiên người ta dùng các cái thuật ngữ để sử dụng trong các cái khuyến cáo này. Tức là người ta sử dụng cái quan sát. Quan sát là người ta gì? Quan sát là một cái nhận hình, một dần diện, một cái hình ảnh nó khác với cái vùng mô xung quanh, người ta gọi là quan sát. Người ta dùng cái thương tổn, tại vì lúc này chỉ sàng lọc, anh chỉ tìm ra một cái sự khác biệt thôi, chứ không phải là mình giai đoạn làm công việc chẩn đoán. Cho nên cái việc sàng lọc lúc này người ta không gọi là thương tổn, mà tôi gọi là một cái quan sát. Và sau khi cái quan sát này có nghi ngờ, lúc đó người ta làm cái bước tiếp theo là làm công việc chẩn đoán. Và các cái mức sàng lọc có thể kết quả trong cái siêu âm sàng lọc có thể là sớm mức sàng lọc loại 1, loại 2 và loại 3. Là nữa chúng ta sẽ đi theo từng bước một. Và trong quá trình làm sàng lọc thì những cái người ta phân chia các cái điểm mà thành cái điểm quán tháng điểm và tháng điểm ABC, tháng điểm về khả năng nhìn thấy cái nhu mô gan tốt hay là xấu. Nếu thương vào khả năng nhìn mà tốt thì mình sẽ gắn là tháng điểm A. Nếu mà khả năng nhìn thấy nhu mô gan kém thì gọi là tháng điểm C. Thì ở đây một cái sàng lọc người ta mô tả nó là một cái vùng mà nó khác biệt hẳn về cấu trúc so với nhu mô gan xung quanh. Mình chưa biết là vùng đó vùng gì cả, thấy nó khác biệt về nhu mô thôi. Ở đây một cái vùng cũng phải một cái vùng nhiễm mỡ khu trú nằm ở cạnh dương tụy mật, cũng người ta xếp vào loại là một cái quan sát. Hoặc là một cái vùng thấm nhiệt lan tỏa thế này, người ta cũng gọi là một cái vùng quan sát. Sau khi quan sát, chúng ta phải xác định lại cái loại quan sát đó thuộc vào sàng lọc loại gì. Thứ nhất, cái cấp độ, người ta cấp độ sàng lọc loại 1 âm tính. Thì cái định nghĩa một cái sàng lọc loại 1 âm tính khi trong quá trình siêu âm sàng lọc, chúng ta thấy được một cái quan sát. Và cái quan sát này chưa có bằng chứng gì rõ ràng về ung thư gan. Nó có thể là một cái nang gan, có thể là cái nốt vối hóa, có thể một cái u máu trước đó người ta đã biết. Đấy là ví dụ trường hợp đây một cái bệnh nhân gan màng, trên cái nền gan rõ ràng nó không còn đồng nhất nữa, thì người ta thấy có một cái nang ở đây thì gọi là cái cấp độ sàng lọc. Lúc này cái lần sàng lọc thì chúng ta nói là mô tả nó là sàng lọc loại 1 âm tính. Hoặc là chúng ta có một cái u máu hay một cái nốt tăng âm giới hạn rõ, mà trước đây cái bệnh nhân này được bằng các lớp vi tính hoặc là bằng các cái kỹ thuật khác đã biết đây là một cái u máu. Như vậy trong sàng lọc đợt này người ta cũng sẽ mà nói đó là sàng lọc loại 1 âm tính. Cái bước qua thứ hai là trường hợp là chúng ta sẽ mà nói là một cái sàng lọc loại 2 dưới ngưỡng. Thì những cái xếp loại sàng lọc loại 2 dưới ngưỡng khi mà chúng ta bắt gặp một cái quan sát có kích thước dưới 10 mm và chưa được xác định đó là lành tính. Thì đối với những cái quan sát, đối với những cái loại sàng lọc và loại 2 dưới ngưỡng này, thì người ta yêu cầu theo dõi sát trong 2 năm. Nếu 2 năm khẳng định nó không thay đổi gì, thì chúng ta đưa bệnh nhân về trong cái chẩn đoán là trong cái loại sàng lọc loại 1 âm tính. Còn nếu trong 2 năm theo dõi sát cho bệnh nhân mỗi 6 tháng mà thấy cái kích thước thương tổn trên 10 mm gia tăng kích thước, thay đổi về cấu trúc, thì chúng ta sẽ xếp vào loại là sàng lọc loại 3. Và khi mà sàng lọc loại 3 dương tính thì đòi hỏi chúng ta phải đi bước tiếp theo, sẽ có các cái kỹ thuật chẩn đoán cho bệnh nhân.
Đây là một cái bệnh nhân mà viêm gan mạn đo được cái bằng cái kỹ thuật đàn hồi với cái sơ hóa đáng kể. Và trên bệnh nhân này sử dụng cái đầu dò siêu âm, chúng ta sẽ thấy có hai cái nốt tăng âm ở đây, và kích thước cái nốt này khoảng 5 mm. Như vậy thì chúng ta xếp loại cái thương tổn này là xếp loại sàng lọc loại 2 dưới ngưỡng. Như vậy đòi hỏi chúng ta theo dõi sát người ta 3 đến 6 tháng. Và cái đối với cái loại 3 xương bào dương tính là khi mà cái thương tổn trên 10 mm, và khi trên 10 mm chúng ta bắt buộc chúng ta phải làm cái kỹ thuật chẩn đoán, và kỹ thuật chẩn đoán chúng ta lúc đó sẽ là kỹ thuật là cắt lớp vi tính hoặc cắt hoàng tử đá thì nhiều thì, hoặc là siêu âm nhiều thì có tiêm chuột chất cản âm. Đây là một cái thương tổn trên một cái nền gan mạng mà kích thước là 16 mm, và trên thương tổn này nó có tín hiệu của Doppler trong cái thương tổn, và bệnh nhân này sau là làm siêu âm cắt lớp vi tính đá thì đó là một cái ung thư gan nguyên phát với cái dấu hiệu là what's in what's out như hồi nãy bác sĩ Sơn có nói. Và đây là một cái thương tổn khác, và nó trên 10 mm, xếp loại là xương sàng lọc loại 3, và cái thương tổn này trên thêm vi mạch nó là một cái thương tổn có mạch máu. Và một cái thương tổn xếp loại 3 nữa là những cái thương tổn mà thấm nhiệm trên 10 mm, nó cũng dạng kiểu thế này là thấm nhiệm. Và cái trường hợp này nó có tăng năng tăng sinh mạch máu trong cái thấm nhiệm này, trường hợp này cũng làm cắt lớp vi tính đá thì nó là một cái ung thư gan nguyên phát. Và một cái thương tổn mà nằm khuyết khối bên trong tĩnh mạch cửa nó cũng xếp loại là thương tổn loại 3, và cũng đòi hỏi một cái phương tiện chẩn đoán. Thì các cái khuyến cáo người ta nên có một cái kết quả ban biên bản kết quả về kết quả sớm sàng lọc, thì gồm có tiền sử bệnh nhân, mô tả cái quan sát đó là gì, và ấn tượng của chúng ta về cái quan sát đó là sàng lọc loại 1, sàng lọc loại 2 hay là sàng lọc loại 3. Thì trong cái phần sàng lọc đó chúng ta phải xem cái kết quả của chúng ta, cái hình ảnh mà chúng ta có đạt điều tiến cậy cao hay không. Ví dụ như trường hợp ở đây mà lại mình mọi người thấy cái thùy gan trái chúng ta thấy rất là rõ, nhưng trong trường hợp ở đây thùy gan trái kém. Như vậy trong cái biên bản chúng ta phải ghi vào cái khả năng nhìn thấy cái gan trong hợp này kém đi, như vậy chứng tỏ cái độ nhạy trong trường hợp này đối với siêu âm sàng lọc kém hơn so với độ nhạy trong trường hợp bên này. Và sau khi sàng lọc rồi chúng ta sẽ đưa vào bệnh nhân quy trình chẩn đoán. Thì quy trình chẩn đoán thì gồm các cái kỹ thuật bá thi, bá pha của cắt lớp vi tính hoặc là cộng hưởng từ hoặc là siêu âm chất cản âm. Và ít lời của cái việc sàng lọc này thì theo một cái nghiên cứu người ta thấy rằng là có thể cứu sống để bệnh nhân giảm được tỷ lệ tử vong đến 37% trong một cái nghiên cứu dọc. Và phần do cho hệ thời gian cho nên tôi sẽ phân đi qua cái phần kết luận. Thì kết luận thì đây là một cái kỹ thuật mà sơ hóa gan và ung thư tế bào gan nguyên phát cần một cái sàng lọc trong cái cộng đồng. Và những cái sàng lọc sơ hóa gan thì các cái kỹ thuật thông thường đó là siêu âm đàn hồi mô. Và kỹ thuật siêu âm đàn hồi mô này đã giúp cho chúng ta một cái nhận định để chẩn đoán, để quyết định điều trị, theo dõi và tiên lượng cho bệnh nhân. Đối với sàng lọc ung thư gan thì chúng ta theo cái khuyến cáo của Hiệp hội Trường môn Điện quang Hoa Kỳ bằng cái sàng lọc bằng siêu âm và alpha fetoprotein, và kết quả có thể là sàng lọc loại 1 âm tính, sàng lọc loại 2 dưới ngưỡng và sàng lọc loại 3 dương tính. Và khi mà sàng lọc loại 3 dương tính thì chúng ta bắt buộc đi theo cái bước chẩn đoán là chúng ta dùng các cái kỹ thuật đá thị để chẩn đoán cho người bệnh. Khi nào cái bài trình bày chúng tôi lại nghĩ là hết, xin xin cảm ơn phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Phước Bảo Quân về bài trình bày rất là chuyên sâu và tâm huyết của mình.